Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cali is Home Quốc Cao, chương trình luyện tập 15 phút tại nhà được thực hiện bởi California Fitness và Yoga. Với chương trình này, Cali mong muốn sẽ cùng bạn xây dựng một thói quen luyện tập đơn giản tại nhà chỉ với 15 phút. Và mình xin tự giới thiệu, mình là Lucy, Master Trainer tại California. Đồng hành cùng với Lucy ngày hôm nay chính là Hebe. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Lucy sẽ mang đến cho các bạn một chuỗi các bài tập thách thức cho phần cơ trọng tâm của mình mang tên là Plank Challenge. Đúng với cái tên của nó thì chúng ta sẽ tập xuyên suốt 5 bài tập liên quan tới động tác plank. Và với bài tập này các bạn chỉ cần chuẩn bị cho Lucy một tấm thảm, một cái khăn để mình có thể là dặm mồ hôi trong lúc mình luyện tập, một chai nước để tránh việc mất nước các bạn nhé. Và trước khi đến với bài tập ngày hôm nay, Lucy cũng xin phép chia sẻ một thông tin rằng California đang kêu gọi tất cả mọi người cùng thiết lập một kỷ lục thế giới về số người thay đổi hình thể. Với lời kêu gọi này, California hân hạnh muốn đạt được 20.000 người tham gia thay đổi hình thể để có một cuộc sống tốt hơn và sức khỏe tốt hơn. Về thông tin của chương trình các bạn có thể xem ở phần mô tả bên dưới livestream này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với bài tập ngày hôm nay với động tác đầu tiên, đó là động tác plank cơ bản. Rồi bây giờ Hebe sẽ vào thảm cho chị nha. Mình sẽ hướng mặt về phía bên này và mình sẽ thực hiện với động tác plank. Ở động tác plank thì các bạn cũng sẽ luyện tập như tất cả những cái bài tập về cơ trọng tâm cho Lucy, đó chính là mình sẽ luyện tập từ 4 tới 5 set và mỗi set có thể là từ 15 tới 20 reps. Tuy nhiên với động tác plank thì mình sẽ tính theo giây, và mọi lần trước thì Lucy cho Hebe là luyện tập khoảng từ là 20 giây, ngày hôm nay mình sẽ tăng lên là 30 giây, có thể là lần thứ hai mình sẽ tăng lên là 45 giây, được chưa? Rồi, bây giờ thì Lucy sẽ sử dụng đồng hồ để chúng ta có thể là đếm thời gian ha. Và bây giờ mình sẽ thực hiện động tác này. Rồi, 4 set nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi các bạn. Rồi, 1, 2, 3, đi. Mình sẽ đẩy, các bạn nhớ cho Lucy với động tác plank, mình sẽ đẩy người về phía trước làm sao cho phần vai của mình nó sẽ thẳng hàng với là cổ tay. Rồi, phần tai, vai và hông của mình nó sẽ thẳng. Và các bạn nhớ nha, mình phải siết chặt phần cơ trọng tâm để cho cái phần hông của mình không bị drop xuống, có nghĩa là không quá chạm sàn. Ở đây có một cái điều nữa là những bạn mà rồi ok 30 giây. Lát nữa khi mà Hebe làm ở set thứ hai thì Lucy cũng nói luôn, thì có một số bạn nữ khi mà mình thực hiện cái động tác plank này, mình bẻ cái phần lưng của mình khá là, tức nghĩa là mình đẩy cái phần hông lên nhiều đó, thì nó cũng sẽ không chính xác các bạn nhé. Mình cần phải là để cho phần hông của mình thẳng và song song với mặt sàn và siết chặt phần cơ bụng để bảo vệ cái phần lưng dưới. Rồi chúng ta hãy qua set thứ hai, set này mình cũng sẽ làm 30 giây nha. Rồi, bắt đầu. Rồi, một vấn đề, một cái điều nữa ở động tác plank là chúng ta sẽ không nín thở các bạn ha, mình sẽ thở đều, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Ok, chưa nha, mới có 20 giây thôi. Thở đều. Siết chặt phần cơ bụng. 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Chỉ mới có 2 set thôi mà mình đã cảm thấy là trời ơi, Hebe tập và Lucy cũng chảy mồ hôi luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với 2 set cuối cùng. Thì như Lucy có nói đó, hai set cuối cùng mình sẽ tăng cái độ khó bằng việc mình sẽ tăng cái thời gian mình plank. Thay vì 30 giây thì bây giờ mình sẽ làm 45 giây. Và có thể set cuối cùng nếu làm giỏi mình sẽ làm 60 giây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ở set thứ 3 nha. Bắt đầu đi. Ở set này 45 giây nha.
Và khi mà thực hiện động tác này, nếu như các bạn cảm thấy mỏi á, thì cái hai bàn tay của mình khi mà mình tiếp xúc với mặt đất thì mình có thể là mở rộng hai bàn tay và để mình mở hai cái bàn tay ngón tay như vậy này, mình sẽ để dưới đất, thì cái mặt tiếp xúc của mình với đất nó sẽ nhiều và mình có thể giữ được cái cơ thể của mình. Cố gắng lên nào, siết chặt cơ bụng và thở đều nha, tập trung. Chúng ta đã đi được 30 giây rồi, còn 15 giây nữa thôi. Cố lên. Năm giây nào. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Đây nè. Khát nước hả? Khát nước. Mình mới tập có một bài tập đầu tiên và 3 set thì mình đã bắt đầu mình khát nước rồi. Nhớ nha các bạn, trong quá trình các bạn luyện tập thì mình khi mà mình chảy mồ hôi đó, mình bị mất nước, thì chắc chắn là cái việc là luôn luôn có một chai nước trong quá trình mình luyện tập nha. Rồi, set cuối cùng của mình 60 giây, 1 phút nha, bây giờ mình sẽ thử thách. Sao vậy? Cố lên, trời ơi. Các bạn ơi, mình phải luôn luôn thử thách bản thân mình phải tăng cái độ khó của bài tập. Rồi, bây giờ đi rồi nè. Thì khi đó mình mới có thể là có tác dụng nhiều hơn được. Còn nếu như mà mình cứ để như cũ, mình không có sự mà thay đổi hay có sự phát triển, thì kết quả nó sẽ không đến nhanh đâu nha các bạn. Nếu như các bạn nào làm một phút plank mà mình cảm thấy thoải mái mà vẫn có thể plank tiếp tục thì mình cứ lên tiếp tục nha. Trên một phút thì chứng tỏ là cơ trọng tâm của mình rất là khỏe luôn đó. Mình vừa mới đi qua được 45 giây rồi, chỉ còn 15 giây nữa thôi. Cố lên nha Hibi nào, siết chặt phần cơ bụng nào. Sorry các bạn, mình sẽ không thả lỏng người, tức như mình sẽ thở đều. Mình siết chặt phần cơ bụng và mình thở đều. Đẩy lên. 5, 4, 3, 2, ok, rồi. Với bài tập này thì Lucy nghĩ là có một số bạn khi mà cái phần cơ trọng tâm của mình chưa khỏe, hoặc là khi mình tập xong mình cảm thấy là cái phần bên dưới mình khá là đau á, thì luyện tập xong các bạn có thể là giãn ra giống như là Hebe vừa thực hiện. Rồi, như Lucy nói, cái chuỗi bài tập hôm nay sẽ liên quan hoàn toàn đến plank, là bài tập thứ hai cũng là động tác plank, tuy nhiên ở phần chân của chúng ta sẽ lần lượt đưa lên. Nó sẽ là như thế này ha. Ok. Đúng rồi, mỗi bên là 10 cái, hai bên mình sẽ là 20 cái. Và mình sẽ thực hiện là 4 set. Ở đây thí dụ như nếu mà ở những set thứ 3, thứ 2, thứ 3 mà Hebe vẫn làm tốt thì Lucy ở những set cuối cùng sẽ nâng lên. Còn nếu như mà mình cảm thấy là ok, mình chỉ dừng cái đó thôi, thì các bạn có thể giữ cho Lucy là 4 set và 20 cái ở mỗi set thôi, được chưa? Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu. Luôn. Từ từ, các bạn có thể thấy nè, cái phần hông của Hebe nó khá là cao, mình phải đổ xuống một chút nữa, thì khi đó mình mới thử thách được phần cơ trọng tâm của mình. Được không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Lên. Đi. 1, đúng rồi. 2, đúng rồi. 3, 4, 5, 6. Các bạn có thể thấy này, phần cơ trọng tâm của Hebe rất là ổn định ha. Mặt lưng luôn song song với mặt sàn. 10 cái nữa đúng không? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Rớt xuống luôn. Lát nữa khi mà mình thực hiện á, em có thể là mình sẽ tách chân rộng ra một chút, thì khi đó mình sẽ giữ được thăng bằng. Còn nếu mà mình hẹp hai chân quá các bạn, thì khi mà mình đưa chân lên á, thì mình phải, tất nhiên là nó sẽ thách thức hơn, mình phải sử dụng nhiều nhóm cơ hơn để mình giữ thăng bằng. Nghỉ ngơi một chút. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ mình sẽ qua set thứ 2 ha. Nhớ là chân rộng ra cho chị một chút nha.
Rồi ok, bắt đầu set thứ hai, 20 cái. Rồi ok, đẩy hông xuống nào, đẩy hông xuống nào. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái nữa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, lát nữa mình xịt lên một chút nha. Theo như Lucy quan sát với khả năng của Hebe thì Lucy nghĩ là ở set thứ 3 và thứ 4 mình cũng sẽ giữ ở mức 20. Tại vì mình đến 3 bài nữa lận cho nên là mình sẽ cố gắng mình giữ suốt một tí nha. Rồi, mình nghỉ ngơi một chút và sau và bây giờ mình sẽ là bắt đầu với lại set thứ 3, 20 cái. Rồi, mà thôi. Đẩy hông xuống nè, cái hông của mình nó phải thấp xuống nha các bạn. Mình sẽ không phải là đưa cái hông lên trời, thì chưa mình phải thấp và mình siết chặt và giữ chặt cái phần hông và phần lưng của mình. Rồi, bắt đầu. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Nhìn thì rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà những cái bài tập mà thử thách về plank cực kỳ khó luôn. Tại vì không những nó tác động vào cơ trọng tâm mà nó có thể là tác động vào toàn thân luôn đó các bạn. Cho nên mình phải sử dụng rất là nhiều sức cũng như rất là nhiều nhóm cơ. Set thứ 3 rồi đúng không? Bây giờ mình còn set cuối cùng. Mình nghĩ một chút nha, tại vì cái lúc mà những ở động tác cuối á, thì Lucy thấy là Hebe bắt đầu là mỏi rồi. Tại vì cái nhịp mà khi mà Lucy đếm và Hebe làm nhanh hơn, tức nghĩa là mình cũng là mỏi rồi, nhưng mà cố gắng để mình không rớt xuống thôi. Cho nên là khi mà các bạn cảm thấy mỏi, mình có thể là nghỉ lâu hơn một chút. Sẵn sàng chưa? Rồi, set cuối cùng, 20 cái. Đi, 1, đẩy cái hông xuống nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái nữa nào. 8, 7, 5, 3, 2 và lần cuối cùng. Rất ok, làm rất là tốt luôn, good job. Hai bài rồi. Bài tiếp theo của Lucy nó cũng sẽ ở tư thế plank, tuy nhiên mình sẽ sử dụng chân, và chân lúc này mình sẽ không đưa lên nữa mà mình sẽ tách ra. Và tách ra thì mình sẽ sử dụng lực bật nhiều hơn. Cho nên với bài này chúng ta có thể thực hiện từ 10 tới 15 cái. Hai set đầu 10 và hai set sau mình sẽ là 15. Như thế này nha các bạn. Lucy sẽ thể hiện trước nha. Và các bạn nhớ này, cái phần hông của mình sẽ không đẩy lên như thế này. Cố gắng nha, đẩy xuống cho Lucy và bật. Và một cái điều nữa, khi các bạn bật á, các bạn nhớ là giữ cho phần hông luôn ổn định, lưng song song với mặt sàn. Mình sẽ không bật dậy các bạn nha, không có bật dậy ha. Mình sẽ là hạ người, hạ phần hông xuống, siết chặt phần cơ bụng và bật ra. Ok, nhớ mình sẽ không đẩy cái mông lên mà mình sẽ là nhún và bật ha. Rồi, 10 cái nha, rất là đơn giản thôi. Chân mình đúng rồi, 1, 2, 3, 4, đúng rồi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, đơn giản quá. Mình xịt lên một chút đi. Rồi, ok. Hôm nay mình tập cơ trọng tâm như vậy, tập plank như vậy, nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng ra rất nhiều mồ hôi đúng không? Cảm thấy nóng và cảm thấy là mệt. Nó giống như là một cái buổi tập cho phần thân dưới của mình vậy. Tại vì giống như Lucy có nói thì những bài tập này không chỉ tác động vào phần eo của mình và cơ trọng tâm mà còn là toàn thân của mình, nên mình phải sử dụng rất là nhiều sức. Rồi, set thứ hai của mình cũng sẽ là 10 cái nha các bạn. Nhớ cho Lucy là mình sẽ không đẩy cái phần mông lên mà phải luôn giữ cho hông và phần lưng của mình song song mặt sàn. 1, đúng rồi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn có thấy không, lúc nãy cái đầu tiên là Hebe là
làm bị sai một chút rồi đó nha. Tức nghĩa là mình đẩy cái phần hông lên, cố gắng mình không đẩy và mình luôn luôn có sự kiểm soát trong phần hông của mình. Set thứ 3 sẽ làm 15 cái, không biết là Hebe có làm nổi hay không đây, nhưng mà mình sẽ thử thách ha. Rồi, bây giờ mình hãy bắt đầu. 15 cái nào, đi. 5, 4, 3, 2, 1, 10 cái nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Rồi. Đây là khăn. Mình sẽ nghỉ lâu hơn một chút. Và sau đó mình sẽ thực hiện là set cuối cùng 15 cái. Cố gắng nha. Và một cái nữa là trong cái quá trình mà mình thực hiện á, thì em cố gắng là để cái người đẩy về phía trước một chút, để làm sao cho phần vai, phần tay của mình trên một đường thẳng. Đôi khi mà em tập á, mình tập đến những set cuối mình mệt quá các bạn, là mình sẽ có xu hướng là mình đẩy lùi người về phía sau, thì như vậy nó chưa đúng tư thế. 15 cái cuối cùng ha. Xích người lên một chút nào. Rồi, bắt đầu. 1, 2, đúng rồi, 3, đúng rồi. Đây là tư thế đúng nha các bạn. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cố lên, 2, 1, ok. Rồi, cho nằm nghỉ một chút. Vậy là chúng ta đã qua 3 bài tập thử thách với Plank Challenge. Còn bài tập thứ tư của chúng ta cũng là động tác plank. Tuy nhiên ở động tác này chúng ta sẽ thực hiện là side plank. Với side plank thì mình sẽ thực hiện hai bên, cho nên là Lucy sẽ tính là hai bên là hai set, tức nghĩa là một bên phải một bên trái, thì tổng cộng hai bên chúng ta là 4 set ha. Và ở đây thì Lucy sẽ tính theo giờ, theo thời gian, tức là theo giây. Tuy nhiên với động tác side plank thì mình là chỉ plank ở một bên thôi, cho nên là nếu như động tác plank các bạn thực hiện được 30 giây và 45 giây thì side plank Lucy sẽ rút lại xuống còn 20 giây và 30 giây. Tại vì side một bên đó thì nó sẽ khó hơn một chút. Tức nghĩa là các bạn nhớ cho Lucy ha, mình sẽ có là hai lựa chọn. Một lựa chọn đó là các bạn có thể là để hai chân chéo như thế này, và khi mình side plank đó thì nó cái mặt, cái diện tích mình tiếp xúc với lại mặt đất á, nó sẽ rộng, cho nên là mình sẽ giữ được vững. Còn nếu như bạn cảm thấy là ô bạn có thể làm được rồi, đơn giản, thì bạn có thể là nâng cái độ khó bằng việc là mình sẽ để hai chân lên, tức nghĩa là cái diện tích tiếp xúc với mặt đất mình sẽ nhỏ lại. Vì vậy đòi hỏi là cái cơ trọng tâm mình phải khỏe để giữ cơ thể luôn luôn thăng bằng. Ok, rồi thì các bạn có thể lựa chọn. Với Hebe thì luôn suy nghĩ là mình để hai chân tách ra trước đi ha. Rồi, mỗi bên mình sẽ thực hiện là 20 giây trước các bạn nha. Rồi. Được chưa? Đúng rồi. Và một điều nữa các bạn, một khi mà các bạn plank lên á, thì các bạn phải nhớ là cái phần tay, phần hông và phần chân của mình nó sẽ nằm trên một cái mặt phẳng. Rồi, sẵn sàng chưa Hebe? Rồi, bắt đầu lên 20 giây. Đúng rồi, cố lên. Đẩy mạnh lên nữa nào. Đúng rồi, phải cao lên nữa nha. Chúng ta đã được 15 giây rồi, bây giờ còn 5 giây nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đổi qua bên trái. Ở bài tập này các bạn nhớ cho Lucy là mình phải cố gắng đẩy cái hông cao lên khỏi mặt đất, càng nhiều càng tốt. Rồi, 20 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua rồi, chúng ta còn 10 giây nữa nha. Rồi, ok. Vậy là chúng ta để đi qua là 2 set. Cái này mình sẽ tính 2 set, nhưng mà nếu như ở nhà các bạn có thể là bạn giãn cái thời gian ra, có thể là hai bên được tính là 1 set. Như vậy nếu mình có 4 set thì mình sẽ làm 8 lần, còn ở đây thì Lucy sẽ thực hiện 4 lần cho Hebe. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với bên phải. Bên phải lúc này thì Lucy sẽ tăng lên là 30 giây. Được chưa? Ok. 2, 3, lên. Các bạn nhớ cho Lucy nha, đẩy phần hông mình lên càng cao càng tốt.
15 giây. Cố lên nha. Cái phần tay của mình là đáng lẽ mình phải rút vào đây một chút nha, mình không được để ra bên ngoài nhiều như vậy. Rồi, ok. Rồi, ở phía bên này như lúc nãy Lucy có nói, cái phần tay của Hebe khi đưa lên nó bị lệch ra bên ngoài so với cái phần vai của mình khi mình chiếu xuống dưới mặt đất á. Cho nên là luôn luôn nhớ là cái phần vai và phần tay của các bạn phải trên một đường thẳng. Cho nên bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm ở phía bên này nhé. Rồi, được chưa? Cố gắng 30 giây. Bắt đầu. Ok. 5 Rồi 20 giây, còn 10 giây nữa thôi, cố lên nè. Thở đều ha. Các bạn nhớ cho Lucy là mình luôn luôn phải nâng cái phần hông lên cao. Rồi ok, 30 giây. Lúc mà mình xuống mình cũng xuống nhẹ nhàng thôi nha các bạn chứ. Cảm thấy mệt chưa? Cảm thấy cái phần cơ trọng tâm của mình như thế nào? Hai bên eo của mình như thế nào? Đó là mỏi luôn. Ở nhà các bạn mỗi ngày chỉ cần khoảng 15 phút luyện tập bài này thôi. Với bài tập plank như thế này các bạn có thể luyện tập mỗi ngày, không cần phải chia thời gian của mình ra. Hoặc là các bạn có thể kết hợp với một bài tập khác trong video Kali is Workout, Kali is Home Workout, thì sẽ có những cái bài tập về lưng hoặc là về mông, về đùi. Thì các bạn có thể tập những bài đó và sau đó kết hợp theo những cái bài tập plank như thế này nữa. Thì chúng ta sẽ có một ngày tập 30 phút như vậy cũng rất là tốt cho những bạn mà tập luyện ở nhà, mà đặc biệt là thời gian này khi mà phòng tập gym chưa mở cửa. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bài tập cuối cùng. Với bài tập này thì mình sẽ thực hiện 10 cái thôi nha các bạn. Tại vì cái độ khó bài tập này cũng khá là, theo Lucy nghĩ là khá là khó, vì mình phải cần có cơ trọng tâm và cũng như là sự thăng bằng. Ở bài tập này cũng là side plank nhưng mà mình sẽ là side hip raise. Tức nghĩa là mình cũng sẽ ở vị trí này ha. Tuy nhiên phần hông của mình sẽ là nâng lên và hạ xuống, nâng lên và hạ xuống, được chưa? Và mỗi bên như vậy là 10 lần, chúng ta sẽ thực hiện 4 bên giống như lúc nãy mình vừa thực hiện xong bài side plank. Rồi. Chúng ta sẽ thực hiện 10 cái ha. Rồi. Bắt đầu đi nào. Đi. 1. Đúng rồi. 2. Hạ xuống sâu. 3. Các bạn ơi, chúng ta phải hạ xuống sâu và lên thật là cao, như vậy thì chúng ta mới đi đủ cái biên độ chuyển động được. 5 4 3 2 lần cuối cùng 1. Rồi ok, chúng ta sẽ qua bên này. Hebe nhớ cho chị là cái phần tay của mình luôn luôn là thẳng với lại vai nha. Rồi chúng ta đi nè. Lên. 1 2 đúng rồi. 3 4 thẳng cái chân trên nào. 5 đúng rồi. 5 4 3 2 và lần cuối cùng 1. Ok. Chúng ta một bên nữa đúng không? Tức nghĩa là còn hai bên nữa. Tập bụng thôi mà hả, cũng rất là mệt luôn á, chảy mồ hôi cực kỳ nhiều. Hebe thẳng chân phần trên cho chị nha. Rồi bắt đầu. Lên. 10 9 8. Cố gắng đừng có dùng phần trên, chân trên để đẩy lên nha. 5 4 đúng rồi. 3 xiết chặt cơ bụng lại. 2 lần cuối cùng. 1 ok. Rồi bây giờ lần cuối cùng rồi. Bây giờ Lucy muốn yêu cầu Hebe là mình sẽ thử thách một chút, đó chính là mình để hai chân chồng lên nhau và mình sẽ không tách hai chân ra nữa, mình chỉ làm 10 cái cuối cùng thôi để xem thử là sự thân bằng của mình như thế nào. Và nhớ cái phần tay của kiểu tay và vai trên một đường thẳng, ok chưa? Rồi ok luôn. Rồi bắt đầu chúng ta thực hiện 10 cái cuối cùng. Đi. 10
Đó đó đó. 9, đúng rồi, đúng rồi. Chậm thôi, 8. Hạ người xuống sau nè, 7. 6, đúng rồi. 5. Khó hơn đúng không nào? 4. 3 cái nữa thôi, 3. 2 và lần cuối cùng 1. Rồi. Rất là xuất sắc. Mồ hôi chạy quá trời luôn các bạn. Cái biên tập mà Lucy cũng chảy mồ hôi luôn đó. Rồi ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay 15 phút với các động tác plank. Plank challenge rất là đơn giản phải không các bạn? Như Lucy có nói, với những bài tập này các bạn có thể luyện tập tại nhà mỗi ngày các bạn nha. Và đừng quên theo dõi Kali is Home Workout. Mỗi ngày chúng tôi đều có những chương trình luyện tập về yoga, các bộ môn group X. Và đặc biệt là vào buổi tối sẽ có những bài tập 15 phút với huấn luyện viên Hebe và Lucy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.